cửa hàng đồng hồ cổ Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác vài món đồng hồ cổ được em sưu tầm từ châu Âu về. Trong đây có 5 chiếc treo tường, 2 bộ đồng hồ và 2 chiếc bàn đá Italy sản xuất 1970. Rất là đẹp các bác. Rồi, bây giờ không làm mất thời gian của các bác, em sẽ đi sâu vào từng món để giới thiệu và quay chi tiết để cho các bác xem, tham khảo, báo giá, kích thước. Rồi, cái đầu tiên em Tâm muốn giới thiệu các bác là bộ đồng hồ đá đến từ nước Pháp, được sản xuất vào năm 1955, sản xuất tại Pháp. Bộ đồng hồ đá này đặc biệt là ở chỗ là nó có hai màu đá, đá đen và được phối với đá malachite, đá long công đó các bác. Đây nè, em điểm nhấn của nó nè, làm cho cái bộ đồng hồ sáng, đẹp và sang. Bộ này rất là xinh nha các bác. Đây, phần đá đen, hình thức cũng còn rất là đẹp. Thì bây giờ em sẽ báo kích thước của bộ đồng hồ này. Và bộ đồng hồ này có chiều cao, chiếc đồng hồ chiều cao là 30,5 cm, bề ngang là 32 cm, chiều sâu là 15 cm. Còn chiếc cúp là cao 20 cm, ngang 13,5 cm, sâu 9,5 cm. Và bộ máy của bộ đồng hồ này được sử dụng bộ máy Vinci, được đóng mộc logo, sản xuất năm 1855 trên vách máy luôn các bác. Và sử dụng móng ngựa ruby hồng ngọc, máy lộ thiên. Đây nè các bác, lộ ra cái phần hai con ngựa nó chạy nè, đó, hai cái cây chìa ra đó các bác thấy không, đó, cái đó là đá ruby đó các bác. Bộ máy rất là bền các bác ạ. Đây, rất là sang bộ này. Điểm nhấn cái đá long công đó các bác thấy không, làm cho cái bộ đồng hồ nó nổi bật hơn. Những đường nét hoa văn được điêu khắc trên đá cũng rất là đẹp, phối với nhau. Rồi bây giờ em quay kim để cho các bác nghe cái âm thanh chuông của bộ đồng hồ này. Thì cái bộ đồng hồ này là mặt số là được làm bằng men hai lòng, sử dụng là mà chuông chén các bác, mình là nửa tiếng đổ chuông một lần. Kính là kính mài vát cạnh nè các bác, đó, sâu lên, gồ lên, làm cho e hợp, hiện cái mặt số rất đẹp, chữ số La Mã. Rồi, không quay kim. Đây, em quay lại cho nó đúng. Cái chuông nó bị hơi dính đó các bác. Tại lúc ban đầu em quay em chưa có bẻ cái cần búa lên xíu, các bác thông cảm. Cái đó em chỉnh cái là xong à. Âm thanh của cái này thì nó nghe nó cổ điển lắm các bác. Rồi, và bộ đồng hồ đá sưu tầm sản xuất Pháp năm 1955, Vinci, đặt huân chương vàng. Tại cửa hàng em đang bán mức giá là 11 triệu các bác. Đây, hai cúp hai bên nè các bác. Và máy móc thì cửa hàng em bảo hành 2 năm cho các bác yên tâm mà sử dụng. Rồi, em qua bộ thứ hai. Là bộ này đến từ nước Ý, được sản xuất vào năm 1970. Bộ này cực kỳ đẹp các bác. Toàn thân bằng đồng, được chạm khắc thủ công tinh xảo. Đây, cu tí nè các bác. Đồng mạ vàng nha. Mặt số men, chữ số La Mã. Sản Ý, thương hiệu là Imperial. Đây, những cái chi tiết của nó là các bác. Đó, rất là sắc nét. Hình một người, khuôn mặt của một lão đại. Hai bên là có hai con chim nè các bác. Ê, con cá quá rộng hay gì nè. Đó, rất là đẹp các bác. Quay dần ở đó, đây là cặp nến nè các bác. Rất đẹp và liên lạc. Đây là có hai cái đồ chụp nến,
cái này là đồ chụp nến này các bác, khi mình gắm lên cày là mình muốn tắt là cái này là để ịn lại để tắt. Và bộ đồng hồ này sử dụng bộ máy FHS Van Hamler chạy tuần lên dây, máy ba lăng, máy chạy ba lăng, điểm chuông bính bon hay chuông chén, âm thanh nghe cũng rất là ngân các bác, rất là vang, rất là đẹp nha. Những cái bộ đồng hồ này các bác có cái kệ, cái gì bày là rất là hợp lý. Và bây giờ em xin báo kích thước của bộ đồng hồ này. Thì với chiều cao của đồng hồ là 47cm, bề ngang là 30cm, chiều sâu là 13,5cm. Chân nến thì có chiều cao là 49cm, chiều sâu là 20cm. Rồi bây giờ em sẽ quay kim đi cho các bác nghe âm thanh của bộ đồng hồ này. Rất là đẹp, còn rất là mới nha các bác. Đây, mặt này là mặt men nha các bác. Chữ số La Mã, kim bông, thương hiệu Imperial, sản xuất tại Ý. Đó, âm thanh nghe rất là hay các bác. Thì kéo kim giờ lại 3 giờ thôi. Em thường hay đặt giờ đó, nên cái kim giờ em đợi đôi khi nó điểm không có đúng, em chỉnh là nhẹ lắm. Rồi, và bộ đồng hồ Imperial sản xuất tại Ý, đồng mạ vàng, tại cửa hàng em đang bán với mức giá là 11 triệu. Và với mức giá này cửa hàng của em sẽ bao ship toàn quốc, bảo hành và máy móc 2 năm chất bát. Ok, và bây giờ em sẽ qua cái món thứ ba. Thì món thứ ba là em xin giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ treo tường đến từ thương hiệu Wuba Warming, được sản xuất vào năm 1960. Chiếc này là size cực khủng các bác, với chiều cao của nó là 1m45, bề ngang là 37cm, chiều sâu là 21cm. Size khủng nhất, size to nhất cho các bác. Cái này nhà bác nào mà chừng to thì chơi chiếc này tuyệt vời. Giá thì cũng rất là mềm các bác. Đây nè, đây là trên đầu sẽ có ba vị thần, vị thần Đa Lát ôm trái đất ngay chính giữa. Hai bên là có hai cô gái thổi kèn, có hai cặp cánh nè các bác. Rất là chân thật, rất là đẹp các bác. Thì cái thân vỏ của chiếc đồng hồ này được sử dụng gỗ là gỗ sòi các bác. Gỗ này thì rất là tốt nha các bác. Được sản xuất 1960 tới bây giờ nó cũng được là 5-6 mấy năm rồi đó các bác. Thổi kèn cô gái. Đây bên trong mà thấy cái máy này các bác. Quả lắc của chiếc này cũng rất là to. Đây là phần tạ nè, dây xích bằng đồng, mạ vàng rất là đẹp, tạ sáng bóng đẹp long lanh luôn. Đó, phần bên đây nó có một cái mạc đồng, bên trong có quả lắc. Đó, tổng thể rất là đẹp, hàng em tuyển mà bác mua về chỉ có sử dụng thôi. Ở đây em sẽ quay kim để cho các bác nghe âm thanh. Đây là cái đặc biệt của cái chiếc đồng hồ này, là chỗ này là các bác, nó sẽ có hai cái lịch. Cái này là lịch tây nè, chân sau nè, một ngày nó sẽ nhấc một đứt nè. Rồi ở dưới đây nè, nó sẽ có thêm một cái lịch ngày nữa, rất là tiện các bác. Một ngày nó sẽ có lịch ở đây điểm hiện. Thì những cái đồng hồ mà như tạ xích như vậy mà có luôn cái lịch này thì rất là hiếm thấy nha. Mặt số thì của chiếc đồng hồ này là được vẽ thủ công bằng tay các bác nè. Mấy cái này là gồ lên của những cái mực người ta vẽ đó các bác. Tới bây giờ mà nó vẫn còn nguyên vẹn luôn các bác, rất là hiếm thấy. Bốn chi tiết này là bằng đồng, những cái họa tiết đồng nè được đi theo. Đó,
kim là kim bằng đồng nha các bác. Bên trong này các bác thấy nghệ nhân người ta vẽ không? Đó. Cây, nhà, cỏ. Rồi và chiếc đồng hồ treo tường Vua Ba Qua Minh, ba vị thần, size khủng 1m45. Tại cửa hàng em đang bán với mức giá là 7.500.000. Và với mức giá này cửa hàng của em sẽ bao xíu toàn quốc bảo hành và máy móc 2 năm cho các bác. Rồi em sẽ tiếp đến là cái thứ tư. Đây chiếc này nhỏ nhưng mà đọc các bác à, thương hiệu là Hamley, được sản xuất tại Đức năm 1970. Chiếc này đặc biệt ở chỗ là phần máy được thiết kế theo kiểu lộ thiên các bác. Nè, mình nhìn bên góc độ nào mình cũng thấy được cái máy rất là độc. Một tạ nhưng mà chạy luôn chuông nha các bác. Giống như là kim phúc chỉ đến số 12 là nó sẽ điểm chuông một cái. Nó không phải như những cái mà có hai ổ cốt mà nó điểm được từng giờ. Nó chỉ là tới số 12 đó. Nè, 2 giờ nó cũng một cái rồi nhưng mà độc đó các bác. Rất là đẹp. Chiều cao của nó là kích thước của cái đồng hồ không là 21cm. Đường bề ngang của mặt số là 14cm. Chiều sâu là 9cm. Quả lắc bằng đồng, chạy tầng nha các bác. Rất là đẹp. Mặt số nè các bác, số chữ số La Mã. Rất là cái này mình treo phong cách đọc đó các bác, sưu tầm đó. Và giá hiện tại của chiếc đồng hồ Keratin Hamley tại cửa hàng em đang bán với mức giá là 3.500.000. Với mức giá này cửa hàng của em bao ship toàn quốc, bảo hành máy móc 2 năm cho các bác. Rồi tiếp đến là chiếc thứ 5 là chiếc đồng hồ Henry Song Tiện, được sản xuất tại Pháp năm 1900. Chiếc này có thương hiệu là Yabby Ferret các bác. Rất là đẹp. Những hoa văn họa tiết gỗ được chạm khắc thủ công tinh xảo. Đây nè các bác, rất là đẹp. Cái này là đáng cho các bác sưu tầm nha. Trên 100 tuổi, tới bây giờ nó 120 mấy tuổi rồi đó các bác. Và gỗ của chiếc đồng hồ này sử dụng gỗ là gỗ ốc chó các bác. Đây những cái hàng rào nè các bác, rất thực tế. Mặt số là mặt số hạt men, hai lòng bên trong có một cái lòng trắng cũng bằng men nữa các bác. Nửa tiếng điểm chuông một lần. Đây điểm nhấn là những cái bờ gỗ nổi nè các bác, được người ta chạm nè, thủ công nè. Những cái này 100% người ta làm bằng tay hết đó các bác, rồi gáp lại với nhau. Bên dưới có hai cái khúc gỗ uốn lượn nè. Đặc biệt trên cái đồng hồ treo tường này là có luôn cái nhiệt kế và đồng hồ báo bão. Đây, rất là lạ, rất là hiếm thấy. Phần đuôi nè các bác, cái này là đáng để sưu tầm nha các bác. Cái này em tuyển nên cũng nhìn nó cũng rất là đẹp các bác. Cái nhìn nó mộc, cái chất gỗ của nó. Và bộ máy của chiếc đồng hồ này là bộ máy vuông Yabby Ferret, hoạt động quả lắc chạy tầng lên dây, điểm chuông gông vòng, gông màn nhện các bác. Âm thanh thì rất là ngân và vang. Và em xin báo kích thước của chiếc đồng hồ Henry Song Tiện này, có chiều cao là 92cm, bề ngang là 43cm, chiều sâu là 16cm. Và chiếc đồng hồ Henry Song Tiện này tại cửa hàng em đang bán với mức giá là 6.500.000. Và với mức giá này cửa hàng của em sẽ bao ship toàn quốc, bảo hành và máy móc 2 năm cho các bác yên tâm sử dụng. Rồi bây giờ em sẽ quay kim để cho các bác nghe âm thanh của chiếc đồng hồ Henry Yabby Ferret. Âm
âm thanh nghe rất là ngừng các bác. Rồi, và bây giờ em sẽ qua chiếc thứ nào và chiếc hangi này tại cửa hàng em đang bán với mức giá là 6,5 triệu nha các bác. Rồi em sẽ bước qua chiếc thứ sáu. Chiếc thứ sáu này là chiếc đồng hồ có tên gọi là đồng hồ cúc cu mái nhà gừng thông, được sản xuất tại Đức với chất liệu gỗ là gỗ thông, được lấy ở khu gừng Black Forest. Đây, đồng hồ này cũng là được làm thủ công bằng tay. Những cái miếng gỗ này trên mái ngói này người ta cũng lắp ráp lại với nhau, hoàn thiện rất là đẹp các bác. Chiếc này là mái nhà, nhìn nó nhỏ nhưng mà nhìn nó rất là xinh các bác. Đây là mô tả rất là chi tiết đời sống hàng ngày của người dân. Có hai cây thông, có nước. Đây là mái nhà. Thì đặc trưng của chiếc đồng hồ cúc cu này thì nó sẽ là quay kim, nó sẽ có con chim đưa cái đầu ra cúc cu, nghe rất là lạ các bác. Và máy của bộ đồng hồ này sở hữu của máy là Rigola, hoạt động qua lắc, chạy ngày chắc các bác, lên dây chạy ngày 36 tiếng. Rồi em sẽ quay kim để cho các bác nghe âm thanh của chiếc đồng hồ cúc cu này. Đây, nửa tiếng đó, rất là dễ thương các bác. Cái này những em nhỏ ở trong nhà con nít thì rất là thích. Đây, quay kia mày mình hả? Đây, và bên dưới này là các bác là nó có một cái cần gọi là cần tắt âm, khi mà mình không thích thì mình có thể giật xuống là nó sẽ tắt cái nhạc đó, không còn tiếng cúc cu nữa. Và bạn xin báo kích thước của chiếc đồng hồ cúc cu này có chiều cao là 22 cm, bề ngang là 19 cm, chiều sâu là 13 cm. Tại cửa hàng em đang bán với mức giá là 3,5 triệu, và mới mức giá này cửa hàng của em sẽ bao ship toàn quốc, bảo hành về máy móc 2 năm cho các bác. Rồi em sẽ qua tiếp đến chiếc thứ bảy. Đây là chiếc đồng hồ thùng hiệu là Zut, được sản xuất năm 1970, 4 gông, điểm chuông bính bon, thùng gỗ sòi, kính rào, chỉ đồng này các bác, rất là đẹp. Đây, mặt số rất là to, mặt số 20 cm. Điểm nhấn của bộ đồng hồ này là trên cái mặt số và cái quả lắc nè các bác. Quả lắc là quả lắc qua văn, mặt số là đồng bộ với cái quả lắc nè các bác. Chữ số La Mã cũng hiếm gặp nha, trên đồng hồ mà treo tường La Mã thì hiếm gặp lắm các bác. Thùng gỗ thịt rất là chắc chắn các bác. Đây, đó, lắc qua văn nè các bác. 4 gông, sử dụng 4 gông. À, sản xuất tại Đức năm 1970, hiệu Z. Đó, mặt số các bác nhìn thấy nó đẹp không? Quá trời đẹp. Những hoa văn của nó được mài nhám kiểu ánh bóng nên nó quá nhìn rất là đẹp nha. Thùng mà liên lạc tất cả mọi thứ đều rất là đẹp. Kính là kính mo, mặt số 20 cm, 4 gông, điểm chuông bính bon. Và bây giờ em sẽ quay kim cho các bác nghe âm thanh của chiếc đồng hồ này. Các bác nào không thích tiếng nhạc mà chỉ thích cái điểm giờ bính bon thôi để cho nó đỡ phiền thì mình chơi chiếc này thì ok nha. Bên trên có một cái chi tiết gỗ ở trên cái mảo rất là đẹp các bác. Rồi bây giờ em sẽ đóng lại và đi xa ra để cho các bác chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ thùng kính gào, mặt chạm và lắc chạm, 4 gông, bính bon. Tại cửa hàng em đang bán với mức giá là 4,5 triệu. Với mức giá này cửa hàng của em sẽ bao ship toàn quốc, bảo hành và máy móc 2 năm cho các bác. Ok,
quên, em sẽ báo kích thước của chiếc đồng hồ thùng này. Và chiếc đồng hồ thùng này có chiều cao là 78cm, bề ngang là 33cm, chiều sâu là 19cm. Rất là đẹp và sang các bác. Sang ở chỗ có quả lắc và cái mặt số của nó đó. Rất đẹp, kính gào, đường chỉ đồng. Rồi, em sẽ qua cái món thứ 8. Nếu tới em xin giới thiệu các bác là cái bàn đá đến từ nước Ý, được sản xuất vào năm 1970. Mặt đá này các bác, mặt đá là đá màu xanh, vân đá tự nhiên rất là đẹp nè. Điểm nhấn những vân đá mà là huyết máu nè, gan gà, rất là đẹp. Kiểu dáng của cái bàn đá này là bàn đá hình oval. Bên dưới là sẽ có 4 cu tí, 4 anh chàng bằng đồng. Những chi tiết là bằng đồng. Đang cầm mấy cây để đỡ cái miếng đá trên, nhìn rất là hay các bác. Mấy cái bàn đá này thì lâu lâu mới xuất hiện, mới về nha các bác, không có dễ dọn gì gặp được. Mà hàng em tiễn nên hình thức cũng còn rất là đẹp, liền lạc. Cả một cái bàn này có cân nặng là khoảng 50kg các bác. Khoảng 2 người thì mình mới khinh nổi cái bàn này nha các bác. Rất là nặng. Đây, những cái chi tiết này bằng đồng nè các bác. Đồng nè. Đây nè, tượng nè các bác. Bên dưới cũng có một cái bệ đá nè. Những vân đá tự nhiên rất là đẹp. Bàn này rất là có giá trị sưu tầm luôn các bác. Mình có mà đồ gì đó mình mua về mình để mình bày thì rất là đẹp đó. Nhưng em các bác thấy không, em để bộ đồng hồ lên nè. Nhìn bộ đồng hồ cũng rất là sang luôn. Và bàn đá Italy, đá xanh. Có kích thước là bề ngang là 1m16, chiều sâu là 49, chiều cao là 45cm. Với cân nặng của một cái bàn này là khoảng 50kg các bác. Đây, rất là đẹp. Rồi, em sẽ qua cái món thứ 9. Đây cũng là cái bàn đá luôn các bác, nhưng cái bàn đá này nó bự hơn cái bàn này xíu. Cái chiều sâu của nó mình có thể bày đồ được nhiều hơn. Quên, em chưa có báo giá của cái bàn đá bên này. Thì bàn đá này thì tại cửa hàng em đang bán với mức giá là 13 triệu các bác. Các bác nào quan tâm thì cứ liên hệ em. Đây thêm một cái bàn đá thứ hai. Này thì cái đá của nó là màu vàng các bác. Đây, rất là đẹp nè. Những cái vân đá các bác thấy không, ẩn hiện tự nhiên. Đá này đá thiên nhiên nha, đá của Ý nha các bác. Ở đây mình là không có đâu, có nhưng rất là mắc tiền các bác. Đó, trên và dưới bàn này cũng có 4 cái tượng nè các bác, 4 cô tí cầm nè. Hoa văn nó khác một xíu với bên kia. Rất là đẹp nha, rất là lạ các bác. Và em xin báo kích thước của chiếc bàn đá này. Bàn đá này có cái bề ngang là 1m15, sâu 54, cao 43cm các bác. Đó, các bác mua về là bày những cái bộ đồng hồ rất đẹp nha. Rồi, em bây giờ tổng cộng là 9 món rồi các bác. Còn cái bộ đồng hồ này để vào clip sau, em chưa có lau dầu. Rồi, các bác nào đang quan tâm và muốn sở hữu một trong 9 món đồ từ châu Âu về của em thì liên hệ em qua số điện thoại em để bên góc trái màn hình, hoặc tới ngay cửa hàng em tại số 280C Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8 để xem thực tế và trải nghiệm. Em cảm ơn các bác đã xem video của em. Chúc các bác một ngày tốt đẹp.